Đến chiều nay, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ thi thể một trẻ sơ sinh được người dân phát hiện vứt bỏ trên đoạn đường vắng phía sau một ngôi chùa tại địa bàn. Trước đó khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, người dân sống tại hẻm 1768 tỉnh Lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân phát hiện một túi nhựa đặt phía sau chùa Long Thạnh có biểu hiện nghi vấn nên mở ra xem. Lúc này người dân tá hỏa phát hiện bên trong là thi thể một trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn, được quấn bằng tấm khăn vải. Bên trong túi nhựa này còn có hai hộp sữa. Chiều nay, một chiếc xe tải bị sụp ổ gà trên quốc lộ 1, sau đó lật nhào xuống đường. Tai nạn làm chiếc xe tải văng qua hướng ngược lại và trúng một xe tải và một xe khách. Sự cố làm chiếc xe tải loạn choạng lao lên giải phân cách rồi lật nhào. Sau đó phương tiện này tiếp tục trượt dài trên đường và trúng một xe tải và một xe khách khác đang dừng đèn đỏ ở hướng ngược lại. Tại hiện trường, chiếc xe tải bị lật nằm chắn trên giải phân cách, hàng rào sắt nằm ngổn ngang, dầu nhớt chảy tràn ra đường. May mắn tai nạn không làm ai bị thương. Ảnh hưởng vụ việc làm cho giao thông trên quốc lộ 1 ùn tắc nghiêm trọng. Ba cơ sở sản xuất thực phẩm ngâm hóa chất dùng chất tẩy trắng ở khu dân cư Bến Lức, phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh đã bị phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, công an thành phố Hồ Chí Minh bắt quả tang vào sáng nay, 11 tháng 4. Toàn bộ thực phẩm cơ quan chức năng bắt giữ là gần 2 tấn ngó sen, chuối bào ngâm hóa chất, chất tẩy trắng và hàn the. Khu sản xuất của ba cơ sở này đều không đảm bảo vệ sinh. Công an còn thu giữ 200kg chất tẩy trắng, 5kg hàn the, 100kg axit acetic. Làm việc với công an, các chủ cơ sở này khai nhận dùng hóa chất không liều lượng và đổ trực tiếp vào thực phẩm để làm trắng ngó sen và chuối bào. Toàn bộ số thực phẩm này đều được cung cấp sỉ cho các chợ đầu mối, chợ lẻ và các quán ăn nhiều tỉnh thành lân cận tiêu thụ. Hiện toàn bộ số hóa chất và thực phẩm trên đã bị tạm giữ để tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.